Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu phần 4 trên 6 của bài 13. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào. Từ thứ 29 ta có từ bỉ sơ. Bỉ sơ âm tiếng Việt là chữ tỷ, và tử thì từ tỷ này thấy ít còn dùng trong tiếng Việt. Nó chỉ còn dùng ở trong một số các cái thứ thuốc để chữa về mũi, tỷ tiên phương gì đó. Tỷ có nghĩa là cái mũi. Với cái nghĩa là mũi thôi. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Xào liến, nì chai cho sở mơ nơ. Xào liến, nì chai cho sở mơ nơ. Bạn Lâm à, bạn đang làm gì vậy? Nì chai cho sở mơ nơ. Wǒ zài huà wǎng lǎo shí. Wǒ zài huà wǎng lǎo shí. Tôi đang vẽ thầy Vương. Wǒ khàn bú xiàng wǎng lǎo shí. Wǒ khàn bú xiàng wǎng lǎo shí. Tôi thấy là nó không có giống thầy Vương. Không giống thầy Vương. Sở mơ bú xiàng. Sở mơ bú xiàng, cái gì không giống. Bí zi thai ta. Bí zi thai ta. Mũi to quá. Yàn jiàng yu thai xiǎo. Yàn jiàng yu thai xiǎo. Còn mắt thì lại quá nhỏ. Thai xiǎo. Qù qù qù. Zhè mei you ni de shì. Zhè mei you ni de shì. Qù qù qù. Tức là đi 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 đi. Đi đi đi. Chưa mấy yêu nị tới sư. Ở đây không có việc của bạn. Tức là bị chê xong rồi cái người kia cảm thấy bị quê. Đi đi đi, đây không có việc của bạn đâu. Và chúng ta lưu ý là mở rộng ta có từ vô. Từ này cũng gặp rồi. Vô là lại hoặc là nữa. Rồi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xào liến nị chai cho sở mơ nơ. Wǒ zài huà wǎng lǎo shí. Wǒ khàn bú xiàng wǎng lǎo shí. 什么不像? 鼻子太大, 眼睛又太小, 去去去, 这没有你的事. Kế tiếp nữa, chúng ta có từ thứ 30. Từ thứ 30 là hào khan. Hào khan từ này chúng ta cũng đã từng gặp rồi. Hào là chữ hảo, là tốt thôi. Còn khan là xem, âm tiếng Việt là kháng. Và từ này ghép vào thì có nghĩa là đẹp, có thể dùng cho đồ vật, dùng cho nhiều thứ. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Nǐ kàn zhè jiān yī fù de yàng zì zěnme yàng? Nǐ kàn zhè jiān yī fù de yàng zì zěnme yàng? Jiān là lượng từ của quần áo, là yī fù. Bạn xem zhè jiān yī fù de yàng zì, kiểu dáng của bộ đồ này zěnme yàng? Thế nào? Yàng zì hěn hǎo kàn. Giang sư hình hào khan, kiểu dáng thì rất đẹp. Giang sư là kiểu dáng. Khờ sư dỗ tiền ta. Mình có thể đọc cuốn lưỡi là dỗ tiền ta. Dỗ tiền ta. Nhưng mà nó hơi lớn. Dỗ tiền ta. Sư ma. Sư tờ. Đúng không? Đúng vậy. Xào ý tiền tờ chiêu họ. Xào ý tiền tờ chiêu họ. Cái chiếc mà nhỏ hơn một chút sẽ tốt hơn. Na ming tian wo jiu qu huan xiao yi dian de. Na ming tian wo jiu qu huan xiao yi dian de. Na đây là thế thì ngày mai tôi sẽ đi đổi. Huan là đổi, wo jiu qu huan, tôi sẽ đi đổi xiao yi dian de. Có nghĩa là xiao yi dian de yi fu, tôi sẽ đi đổi cái bộ đồ nó nhỏ hơn một chút. Và chúng ta mở rộng thì có từ huan. Huan là đổi và âm tiếng Việt là chữ hoán, mình hay nói là hoán đổi hay là phép toán, phép giao hoán á. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Nǐ kàn zhè jiān yī fù de yàng zì zěnme yàng? Yàng zì hěn hǎo kàn. Kè shì you diàn dà. Shì ma? Shì de. Xiǎo yī diàn de jiù hǎo. Nà míng tiān wǒ jiù qu huàn xiǎo yī diàn de. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 31. Cụm 31 là jiān miàn. Jiān là gặp, miàn là mặt, kiến diện, tức là gặp mặt thôi. Gặp hoặc là gặp nhau. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xiào liến nǐ qù nǎo yà? Xiào liến nǐ qù nǎo yà? Bạn Lâm à, bạn đi đâu vậy? Nǐ qù nǎo yà? Wǒ qù gěn yī gè péng you jiān miàn. Wǒ qù gěn yī gè péng you jiān miàn. A kênh B, gentleman, cái phần này mình cũng có nói rồi. Như vậy là tôi đi gặp một người bạn,
A là wǒ và giữ cơ phẩm vô là B. A kênh B chen men, không có nói là wǒ qù chen men giữ cơ phẩm vô, chúng ta không nói như vậy. Wǒ qù kênh giữ cơ phẩm vô chen men. Nǐ men zài nǎ er chen men nè? Nǐ men zài nǎ er chen men nè? Các bạn gặp nhau ở đâu? Luôn luôn trong tiếng Hoa phải nêu nơi chốn trước mới nêu hành động, và hỏi cũng vậy, phải zài nǎ er rồi mới chen men. Nǐ men zài nǎ er chen men? Các bạn gặp ở nhau ở đâu? Tại xue xiao dui mian de ka fei guan jian mian. Tại xue xiao dui mian de ka fei guan jian mian. Ka fei là cà phê, ka fei guan là quán cà phê. Tại xue xiao dui mian de ka fei guan, ở cái quán cà phê mà đối diện với trường, xue xiao dui mian. Rồi mới jian mian là gặp nhau. Như vậy là gặp nhau ở cái quán cà phê đối diện của trường. Zai jian. Zai jian. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xiao Lin, ni qu nǎ er ya? Wǒ qù gēn yī ge péng you jiān miàn. Nǐ men zài nǎ er jiān miàn nè? Zài xue xiào dui miàn de kā fèi guǎn jiān miàn. Zài jiàn. Zài jiàn. Và chúng ta lưu ý là kā fèi guǎn cũng có người sẽ nói là kā fèi diàn, diàn là sang tiền, từ tiền đó đó thì cũng có nghĩa là quán cà phê thôi. Và mở rộng thì chúng ta lưu ý nhắc lại lần nữa là luôn luôn phải A kênh B trên men, của kênh dĩ cơ thủng xuể trên men thì mới được. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 32, chỉ. Chỉ âm án Việt là chữ kỵ, kỵ có nghĩa là cưỡi, kỵ binh, kỵ mã đó, từ kỵ đó là cưỡi. Thì cưỡi tức là cái hành động mà một chân, cái cách mà mình ngồi phải là một chân bên đây và một chân bên kia. Như vậy là mình có thể nói là cưỡi xe đạp được, cưỡi xe gắn máy được. Như vậy là chỉ tự hành xe, chỉ mô tô xe, và cưỡi các loài động vật, ví dụ như là chỉ mã là cưỡi ngựa, hay là chỉ niễu cưỡi trâu cưỡi bò gì đó. Chỉ là cưỡi. Các bạn xem ví dụ bên dưới. Nǐ huì qǐ mô tô xe ma? Nǐ huì qǐ mô tô xe ma? Bạn biết cưỡi xe gắn máy không? Có nghĩa là bạn có biết đi xe gắn máy không? Cái đấy mình cũng phải tập, mình phải luyện thì mình mới chạy được. Cho nên là dùng từ huì. Nǐ huì qǐ zì xíng shē ma? Nǐ huì qǐ mǒ tuō shē ma? Nǐ huì qǐ mǎ ma? Bạn biết cưỡi ngựa không? Đều phải tập, phải học, phải rèn rèn luyện. Nó là một kỹ năng nên ta nhớ là dùng huì. Tăng rảnh huì à? Tăng rảnh huì à? Tăng rảnh là đương nhiên là biết rồi. Tăng rảnh huì à? Nǐ jiào wǒ bà? Nǐ jiào wǒ bà? Bạn dạy tôi đi. Bạn dạy tôi đi. Khởi gì? Được. Rồi như vậy chúng ta mở rộng là tăng rảnh là đương nhiên, tăng rảnh là đương nhiên. Ví dụ, Ní xì hoan sẽ yên ngữ mà, Ní xì hoan sẽ yên ngữ mà, bạn có thích học tiếng Anh không? Tăng rảnh xì hoan, tăng rảnh xì hoan, đương nhiên là thích. Mày thiên hoàn sang, của tô thiên yên ngữ. Mày thiên hoàn sang, của tô thiên yên ngữ. Mỗi buổi tối tôi đều nghe tiếng Anh cả. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Nǐ huì qǐ mǒ tuō shē ma? Tăng rảnh huì à? Nǐ jiào wǒ bà? Hě yǐ? Nǐ xǐ huān xuě yīng yǔ ma? Tăng rảnh xǐ huān. Mèi tiān wǎn shàng wǒ tōu tiān yīng yǔ. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 33, đó là từ nã. Truy nã, chữ nã đó, nã. Âm Việt là nã. Rồi mình cũng đọc là nã luôn, có nghĩa là cầm, nắm, lấy. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xiao Trang giao sang sớ là nì hãy suy nở ya. Xiao Trang giao sang sớ là nì hãy suy nở ya. Xiao Trang à, bạn Trương à, sắp lên xe rồi, tức là sắp đến giờ đi đâu đó. Nì hãy suy nở ya, bạn còn đi đâu vậy? Wǒ yào huǐ jiā nǎ qiān. Wǒ yào huǐ jiā nǎ qiān. Tôi muốn về nhà lấy tiền. Rồi như vậy là nã đó có nghĩa là lấy. Wǒ qù nǎ qiān, tôi đi lấy tiền. Wǒ qù nǎ dōng xī, tôi đi lấy đồ. Rồi, wǒ yào huǐ jiā nǎ qiān, tôi muốn về nhà lấy tiền. Wǒ zhè hái yǒu yī xiē qiān. Wǒ zhè hái yǒu yī xiē qiān. Ở chỗ tôi đây còn một ít tiền nè. Hái yǒu yī xiē qiān. Còn một ít tiền. Nǐ yōng wǒ de bà. Nǐ yōng wǒ de bà có nghĩa là nǐ yōng wǒ de qiān bà. Bạn cứ dùng tiền của tôi đi. Dùng đây là dùng. Và một đoạn nữa.
你手里拿着什么呢？你手里拿着什么呢？trong tay bạn đang cầm gì vậy? Nì số lì nà rơ sơ mơ nà. Trừ sơ y trư bì, chỉ là một cây bút à. Trừ sơ y trư bì. Và mở rộng là trơ. Trơ có nghĩa là nơi đây hoặc là chỗ này. Và từ dùng có nghĩa là dùng, à, sử dụng. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xèo trang, giao sang sơ là. Nì hãy suy nở nha. 我要回家拿钱。我这儿还有一些钱，你用我的吧。你手里拿着什么呢？只是一支笔。Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 34 là từ tàng. Tàng âm ở Việt là đảng hay là đáng. À, với cái nghĩa là che, chắn cản và mình không thấy âm ở Việt này còn dùng trong tiếng Việt nữa. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Vì sao mà na cơ nữ nhân dùng hoa tàng trơ chữ chỉ tờ bí chữ nè? Vì sao mà na cơ nữ nhân dùng hoa tàng trơ chữ chỉ tờ bí chữ nè? Vì sao mà là tại sao na cơ nữ nhân là cái cô gái đó? Dùng hoa là dùng hoa, tàng trơ là che đi, tàng trơ chữ chỉ tờ bí chữ che cái mũi của mình đi. Tại sao cô gái đó dùng hoa che cái mũi của mình lại vậy? Chờ ní dè bù trí tao mà. Chờ ní dè bù trí tao mà. Điều này mà bạn cũng không biết à. À, chờ ní dè bù trí tao mà. Bù trí tao, không biết. Yên quê tha tờ bí chờ bù hào khan. Yên quê tha tờ bí chờ bù hào khan. Bởi vì cái mũi của cô ấy không đẹp. Bí chờ bù hào khan, yêu sầm mấy ăn nè. Bí chờ bù hào khan, yêu sầm mấy ăn nè. À, cái mũi không đẹp thì sao chứ? À, cái mũi không đẹp thì sao chứ? Tức là thì có sao đâu, ta sẽ hiểu nó vậy. Tha bu xiang ta jia khan jian, tha tờ bí zi. Tha bu xiang ta jia khan jian, tha tờ bí zi. Cô ấy không muốn mọi người bu xiang ta jia khan jian là nhìn thấy, trông thấy tha tờ bí zi, cái mũi của cô ấy. Như vậy là cô ấy không muốn mọi người nhìn thấy cái mũi của mình. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Vì sao mà na cơ nữ nhân dùng hoa tàng trơ chữ chỉ tờ bí trơ? Trơ ní dạ bù trí tao mà. Bù trí tao. Yên quê tha tờ bí trơ bù hào khăn. Bí trơ bù hào khăn. Yêu chẳng mấy ăn nè. Tha bù xiang ta chá khăn chèn tha tờ bí trơ. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 35 là dùng. Dùng là âm ở Việt là dụng, có nghĩa là dùng hoặc là sử dụng thôi. Nì trơ hãy dầu chén mà. Ở chỗ bạn còn tiền không vậy? Nì trơ tức là ở chỗ bạn. Tiếng Việt mình dịch vậy. Ở chỗ bạn còn tiền không vậy? Dù, nì giao tố sọ. Dù, nì giao tố sọ. À, có. À, bạn cần bao nhiêu? Nì giao tố sọ. Wǒ yào yī bái wǔ shí huài. Wǒ yào yī bái wǔ shí huài. Khoai là đồng, y bái hủ sữa khoai là 150 đồng. Tôi cần 150 đồng, y bái hủ sữa khoai. Nì liễu rơ dung bà. Nì liễu rơ dung bà. Liễu là giữ, chữ lưu á. Nì liễu rơ dung bà. Bạn cứ lưu lại, tức là bạn cứ giữ mà dùng đi. Bạn cầm mà dùng đi. À, chúng ta có một ví dụ nữa. Trơ cơ sầu chí thai khó khăn là. Trơ cơ sầu chí thai khó khăn là. Cái điện thoại di động này đẹp quá. Tuy à, khờ sư wǒ bù huì yòng. Khờ sư wǒ bù huì yòng, nhưng mà tôi không biết sử dụng, tôi không biết xài. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Nì zhè hái you qiān ma? Yǒu, nì yào duō shǎo? Wǒ yào yī bái wǔ shí huài. Nì liǔ zhè yòng bà. Đoạn kế tiếp. Trơ cơ sầu chí thai khó khăn là. Tuy à, khờ sư wǒ bù huì yòng. À, chúng ta có từ kế tiếp, từ thứ 36 là chi. Chi âm ở Việt là cú. Thì có nghĩa là câu, mình không nói câu cú thì là một cái yếu tố thuần Việt và một yếu tố Hán Việt thôi. Câu cú, câu là cú, cú là câu, không có gì hết. Chúng ta xem ví dụ bên dưới.
你朋友会说汉语吗？你朋友会说汉语吗？bạn của anh có biết nói tiếng Hoa không vậy? Thái à, ý chữ Hàn ngữ, dễ bố hơi số. Thái à, ý chữ Hàn ngữ, dễ bố hơi số. Anh ấy hả, à, một câu tiếng Hoa cũng không biết nói, ý chữ Hàn ngữ, dễ bố hơi số. À, có nghĩa là anh ấy không biết nói một câu tiếng Hoa nào. Tha bố sư trung vẫn si tờ sẽ sơn mà. À, anh ấy không phải là sinh viên của khoa Trung văn à? Anh ấy không phải là sinh viên của khoa Trung văn sao? Sẽ sớm hay là ta sẽ sớm cũng được, không sao cả. Bù, ta sư yên quẩn si tờ. À, không, anh ấy là sinh viên của khoa Anh. À, mở rộng là ý chí hoa là một câu nói. Ý chí hoa, lèn chí hoa là hai câu nói. À, vậy thôi. À, chúng ta xem ví dụ bên dưới nữa. Tha chai sân của tờ chi. Sân chi là nổi giận, nhưng mà giận ai thì phải đưa cái đối tượng nó vào giữa. Như vậy nói là tha chai sân của chi cũng được, hoặc là tha chai sân của tờ chi cũng được. À, như vậy là cô ấy đang giận tôi. Ý chí hoa về mấy số chưa dỗ là ý chí hoa về mấy số chưa dỗ là một câu nói cũng không nói mà bỏ đi rồi, tức là không nói câu nào mà đã bỏ đi rồi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nha. Nì phấn dồ huy số hàn ngữ mà. Tha à, ý chí hàn ngữ dễ bố huy số. Tha bố sư trung quân si tờ sẽ sơn mà. Bù, tha sư yên quân si tờ. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 37 là từ hoa. Hoa âm tiếng Việt là thoại, có nghĩa là cái lời. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Chơi cơ hải giờ hảo khờ ai à, chơi cơ hải giờ hảo khờ ai à. À, đứa bé này thật là dễ thương. Bây giờ chúng ta có một cái cấu trúc mà thường dùng nha. Họ cái gì đó a, à, có nghĩa là thật là. Ví dụ chín thiên hảo lần à, hôm nay thật là lạnh. Chỗ thiên hảo rơ à, hôm qua thật là nóng. Chơi cơ hải giờ hảo khờ ai à, sư à, thác hành thiên hoa. Vâng, à, nó rất là nghe lời. Thiên hoa là nghe lời. Tha sư nì cơ cơ tờ nì ở mà. Tha sư nì cơ cơ tờ nì ở mà. Nó là con gái của anh bạn phải không? Sư, tha ủ suy là. À, vâng, nó 5 tuổi rồi. Rồi ở đây chúng ta mở rộng thêm số hoa là nói chuyện. À, số hoa là nói chuyện. Ví dụ khai huê là. À, nì bố giáo số hoa là. Khai huê là. Khai huê là họp. Cái cuộc họp của mình á. Động từ họp khai huê. Khai huê là. Nì bố giáo số hoa là. Bạn đừng có nói chuyện nữa nha. Chúng ta cùng đọc lại cái đoạn bên trên nào. Chơi cơ hải giờ hảo khờ ai à. Sư à, tha hành thiên hoa. Tha sư nì cơ cơ tờ nì ở mà. Sư, tha ủ suy là. À, chúng ta có từ thứ 38 là hô sen. Hô sen âm Hán Việt là hổ tương. À, hổ tương. Có nghĩa là lẫn nhau, từ này cũng còn dùng trong một số chỗ nhưng không có nhiều. Nếu chúng ta học triết mác rồi chúng ta sẽ thấy mối quan hệ hổ tương gì đó. Rồi, à, có nghĩa là lẫn nhau. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Chơi chiên nì cũng cho chậm mấy ăn. Chơi chiên nì cũng cho chậm mấy ăn. Dạo này công việc của bạn thế nào? Hãy khứa gì? Hãy khứa gì là cũng được. Tức là nó không phải rất là tốt nhưng nó cũng không phải tệ thì chúng ta nói vậy đó. Hãy khứa gì? Hoặc ví dụ người ta hỏi mình món ăn này thế nào, hãy khứa gì à, cũng được. Ta cha hu xiang bang ru, ta cha hu xiang bang ru. À, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Gần đây công việc của bạn thế nào à, cũng được. À, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Na thay họ là à, điều đó thật là tốt, thế thì thật là tốt. Na thay họ là. Chúng ta xem một ví dụ nữa. Xiao Trang, nì yên yu bí gì chén hào tố là. Nì yên yu bí gì chén hào tố là gì chén là trước đây. Gì nằm trong khứa gì và chén nằm trong chén bén. Hai cái chữ này chúng ta ghép vào gì chén có nghĩa là trước đây. Như vậy là tiếng Anh của bạn á, so với trước đây thì tốt hơn nhiều. Có nghĩa là tiếng Anh của bạn tốt hơn trước đây nhiều. Nì yên yu bí gì chén hào tố là. Mày thiên hoàn sang, của tô kênh dì cơ ngoại của phận dồ. Hu xiang xue xi. Mei tian wan shang, mỗi buổi tối, wo tou gen yi ge wai guo peng you, hu xiang xue xi. Mỗi buổi tối tôi đều học
với một người bạn nước ngoài kinh dị cơ quan của Phượng Dù Hu Sen sẽ sĩ là học tập lẫn nhau tha treo và duyên dị anh ấy dạy tôi tiếng Anh tha treo và duyên dị hồ treo tha duyên ảnh dị tôi dạy anh ấy tiếng Việt trơ treo hu băng hu xuể thay họ là điều này gọi là trơ treo điều này gọi là hu băng hu xuể tức là giúp đỡ lẫn nhau học tập lẫn nhau hu băng hu xuể thay họ là thật là tốt quá. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Chuyện gì nì cũng cho dầm mấy giang. Hãy khứa gì. Ta chá khu sáng băng trù. Nà thay hảo là. Xeo trang nì yên dị bí dị xén hảo tố là. Mày thiên hoàn sang của tô kênh ý cơ ngoại của phận dầu khu sáng xuế xí. Ta chá của yên dị. 我教他越南语，这叫互帮互学，太好了。 Đến đây mình xin kết thúc phần 4 trên 6 của bài 13. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi và hẹn gặp nhau ở video clip kế tiếp. Xin chào mọi người.